ở một ngôi làng nọ có hai bố con trồng hoa. Ông bố đây làm nông dân rất là vất vả, ngày đêm chỉ có cặm cụi chăm hoa, bấm hoa, tỉa hoa, và ông trở thành một người gọi là cao thủ về trồng hoa. Mà ông chỉ trồng mỗi một loại hoa, đó là hoa hồng, cho nên người ta gọi lão này là một lão già là trồng hồng rất là tuyệt vời. Ở xứ đó thì người ta nói đến hoa hồng là phải nói đến ông đó. Và ông đẻ ra một đứa con, ông chăm bẵm cho nó rất là cẩn thận, nó lớn lên cái gì nó cũng biết, tiếng Anh, vi tính, piano, rồi đàn, rồi tất cả hội họa, vẽ vời đều biết, cái gì cũng ok, nhưng đều ở cái mức khá giỏi, không phải là xuất sắc. Và cuối cùng thì đến ngoài 30 tuổi rồi, không làm được một cái gì để kiếm tiền cả. Và vậy bản thân chàng trai này rất chán và ngồi thở, than thở với bố: bố ạ, con cái gì cũng giỏi nhưng không hiểu tại sao con không thể phát triển ở bất kỳ một cái gì để vượt trội như bố trồng hoa, mặc dù bố rất bình thường. Ông bố cười và nói: con ạ, hôm nay ta sẽ dạy cho con một bài học. Con hãy đi theo ta đi vào trong vườn hồng. Và ông dẫn thằng con lù lù hơn 3 xịch rồi, u 30 mấy rồi, vào. Ông dẫn vào góc vườn và ông chỉ vào tất cả: đây là vườn hồng mà bố trồng, nhưng chỉ có một cái bông hồng ở góc này là một bông hồng to nhất. Đứa con chạy vào: à, cái chỗ này chắc chắn là do đất nó tốt nên là cái bông hoa nó to. Ông bảo: không phải, tất cả chất đất ở đây là giống nhau. Thế ô, thế bố còn biết rồi, ngày nào bố cũng tưới nó nhiều hơn. Không phải, bố tưới tất cả mọi hoa đều như nhau. À, thế thì con biết rồi, thế thì chắc chắn là con biết tại sao rồi, bởi vì bố bắt sâu ở cái cây này, bố bắt sâu nhiều hơn. Không phải. À, thế con biết rồi, chắc là bố lại bón phân vào cái gốc cây này. Ông cứ bảo: không phải, bố chăm sóc tất cả mọi cái, nước, phân, đất, tưới đều rất giống nhau. Nhưng con có biết tại sao bông hồng này to không? Là bởi vì ngày nào bố cũng vào, bố chăm nó, bố thấy các cái chồi bên cạnh nó mọc lên, bố tỉa đi, tỉa lá đi, bấm hết đi. Bố chỉ để kể tất cả cái thân của nó mọc lên chỉ có một bông hồng thôi, cho nên bông hồng này nó rất to. Còn lại những cây cụm hồng khác thì nó ra 5-7 bông và tua tủa mọc ra, lá rất nhiều, nụ rất nhiều và mơn mờn, không có một bông nào to cả. Bởi vậy bài học con biết là gì không? Đứa con nghe bố nói thấy ngã sụp xuống dưới và nói: con hiểu rồi, con cũng giống như những bông hồng bình thường ở đây, cũng luôn luôn theo đuổi rất nhiều mục tiêu cùng một lúc, cũng muốn nụ đẹp, cũng muốn hoa to, cũng muốn nhiều lá, cũng muốn nhiều thân, cũng muốn nhiều nhánh, muốn nhiều cành, và cùng kết quả con như bây giờ. Con biết tại sao bông hồng đấy rồi, vì khi bông hồng mà bị được tỉa cành, được tỉa lá, được cắt đi, chỉ còn một mình tập trung vào một thứ thì chắc chắn là ok. Đấy là một câu chuyện để nói rằng